Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim airdrop nhận được 10.000 đồng token Socotra. Một số thông tin về đồng token này: số tổng khung phát hành là 10 tỷ, đã có 114 tài khoản holder, đã phát sinh 260 đợt giao dịch. Rồi, đầu tiên các bạn truy cập vào link website claim airdrop duy nhất. Nên truy cập website được mình để phần dưới vừa tạo của mình nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm thứ hai miếng trên website thứ 10. Bước 1, các bạn sẽ chắc quan chắc. Các bạn có thể sử dụng các quan trắc nhanh ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví người tâm bắc hoặc ví chuyên lăn nét của các bạn nhé. Các bạn thêm vị trí thấp trần nào vào ví giúp mình. Ví hiệu SCR số tập phân 18. Các bạn nhấp tiếp theo và nhấp thêm token. Sau khi đã thêm được vị trí thấp trần vào ví, các bạn quay trở lại website claim.net này. Tìm dưới bước 2, nhấp vào link rút gọn đây để nhận token. Rồi, các bạn nhấp vào đây, yêu cầu ăn vào đó. Nó sẽ dẫn xuống bên dưới này. Thì ở đây các bạn có thể bỏ một số vốn nhỏ là 0.05 BNB min thấp nhất để mua đồng tức các phần này để hỗ trợ chữ đầu dài nha. Các bạn khả năng là các bạn nhấp vào đây. Như lại SCG máy bay đây. Cái tổng hộp quà đây nhé. Rồi, các bạn nhấp tiếp theo và nhấp cái lối ví của các bạn. Chưa được rồi. Mình sẽ nhấp lại lần nữa này. Rồi khi ra là 0.00605 về đây, các bạn nhấp xác nhận cho mình. Thêm phát nữa này, hai lần xác nhận. Rồi giao dịch đang được xử lý nha. Thì các bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website claim airdrop.net để cập nhật những dự án miễn phí phần thưởng token mới nhất nhé trên về mạng Binance Smart Chain. Ngoài ra nếu bạn chưa có tài khoản các sàn giao dịch tiền điện tử, các bạn có thể vào đây để đăng ký luôn để sử dụng nhé, ủng hộ kênh. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để claim nhận được 10.000 đồng token Socotra. Bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.